Ok nha, hôm nay mình sẽ làm món tuổi thơ của mình nhé. Món sao bọ nhé. Mình đã rửa lật cánh sạch sẽ nha. Đó. Hồi còn nhỏ mình hay bắt con này này, giá muối ớt à. Xong rồi xào lên, xong rồi giá xong rồi ăn cơm này. Món tuổi thơ mình hồi nhỏ mình hay bắt con này nhiều lắm. Lúc này mình đi bắt gà thấy nó ăn trên cây ấy, nhiều lắm. Mình rung mình bắt nó. Bây giờ mình sẽ chế biến xào nước mắm nha. Coi hồi xưa ăn ngon lắm, bây giờ xào ăn thử có ngon không ạ? Giờ tuổi thơ của mình đây, đi chăn bò hay 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 bắt con này này về giá muối ớt này, giá con này ăn này. Đó. Món sao bọ nha. Anh em theo dõi mình nhá. Mình sẽ xào mình ăn thử con này nó có vị gì nhá. Tại lâu lắm rồi, gần gần hơn chục năm mình không ăn rồi. Hồi nhỏ đi chăn bò hay ăn mấy con. Giờ mình sẽ xào, mình không bỏ hành tỏi nha. Đây. Mình sẽ xào riêng nó thôi. Thử cái mùi vị nó ăn có ngon không nhá, có ngậy không nhá. Mình sẽ xào nước mắm với gia vị bình thường thôi, mình không bỏ hành tỏi nha. Các bạn xem mình nhá. Đảo cho nó đều đều, đuổi nó mùi mắm này nó mất khẩu vị. Đó, bỏ vô. Mình sẽ đẩy nắp lại đó, mình răng chúng quế hết rồi. Rồi, ở đây mình có nước mắm mình làm sẵn rồi nha. Bây giờ mình bỏ vô mình đảo thôi nha. Mình đổ nước mắm vào mình đảo thôi. Sau bỏ chiên nước mắm. Nhìn có vẻ hấp dẫn nha. Ăn không biết có ngon không không? Hồi nhỏ hay ăn cái này thấy cũng ngon đấy. Hồi nhỏ mình ăn với cơm đi chăn bò ăn này ngon lắm. Mình hay bắt đi chăn bò hay bắt nướng ăn. Tốt. Con bọ này tiếng phổ thông của mình, tiếng Trung á, tiếng Kinh mình không biết kêu cái gì, còn tiếng người Gia Rai của mình kêu là xin chê á, người Gia Rai mình kêu là xin chê, còn con bọ này tiếng Kinh mình không biết kêu như thế nào nha, mà các bạn thông cảm nha, tại học dốt quá không biết kêu con này con gì. Tiếng Gia Rai của mình là xin chê á. Mình đã làm xong rồi nha mọi người. Nào. Mình sẽ ăn thử một con nha. Không biết vị như thế nào nha. Mình sẽ ăn thử con này nha. Cho bọ nha. Mời các bạn nha. Thử mình nha. Cực kỳ ngậy luôn nha các bạn. Ngậy mà mình ăn vào nó có chất béo béo hay sao, rất là ngon, nhưng mà hơi tội cái đầu nó hơi dài một tí, nhai hoài mà sợ thấy nát rồi hết. Riêng cái phần bụng của nó này ăn rất là ngậy, thơm nữa, cái đầu nó cứng dài lắm nè, nhỏ cái đầu đó dài lắm à. Ngon ok, khá là ngon lắm mọi người, nhưng mà ở vùng nông thôn như mình á,
trên núi như mình á, thì hai bác thử ăn thử nha, xem mình nói có đúng không, có ngon không nhá. Giờ mình sẽ dừng video ăn cơm đã. Chào tạm biệt mọi người nha, nhớ ủng hộ ấy.